Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ ngày 24 tây tháng 4 Thì bây giờ là khoảng chiều, khoảng chừng là 1 giờ rưỡi chiều Thì thường thứ bảy đó thường không có đăng video Tại vì thường dành thời gian để mà nghỉ ngơi cũng như là dành thời gian với là gia đình Nhưng mà hôm nay thì thường cũng có hứng để mà đăng một cái video chia sẻ với các bạn Thì trước khi chúng ta đi vào cái nội dung chính của video ngày hôm nay Các bạn thấy được là giá cả thì coi như cũng tạm ổn chúng ta thì được là giá Bitcoin không giờ là đang ở mức là 50.821 và cái giá thấp nhất trong cái thời gian gần đây đó chính là khi nào đó chính là cái ngày 24 tháng 4 lúc đó giá Bitcoin đã xuống tới cái mức là 48.729 trước khi mà chúng ta có cái sự hồi phục trở lại thì chúng ta thấy được là giá cả ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy là Bitcoin thì trên 50.000 đô Ethereum vẫn tiếp tục làm cho mọi người có lòng tin hơn tại vì giá Ethereum cũng xuống nhưng mà các bạn thì là vẫn trên 2.000 đô và thậm vẫn giữ trên 2.200 đô Một số đồng có sự tăng trưởng ngày hôm nay như là các bạn thấy là có đồng đỏ, có đồng màu xanh Nhưng mà trên căn bản đó thì mấy ngày qua thị trường vẫn đang trong một tình trạng là đi xuống Thì chúng ta nhìn vào những năm lớn thì các bạn thấy được trong vòng 29 giờ qua Thì uh, Bitcoin thì vẫn xuống gần như 1%, Ethereum thì xuống 4%, Binance Coin cũng tương tự các bạn thấy được là XRP thì xuống nhiều hơn 62%, Dogecoin thì lại có sự tăng trưởng bây giờ đứng hạng thứ bảy ở thời điểm hiện tại Cardano xuống 2,3%, Polkadot xuống 7,5%, Uniswap xuống 7,9% và Litecoin thì xuống 5% phần lớn các bạn thấy được là thị trường ngày hôm nay đó là màu đỏ cho những đồng lớn thì chúng ta nhìn vào cái tình hình hiện tại đó thì rất nhiều bạn lo lắng và thường có chia sẻ một số những cái thông tin khi mà các bạn mới tham gia thị trường crypto này đó thì có ba điều các bạn cần nên hiểu thứ nhất là giao động là cái giá mà các bạn phải trả để có lợi nhuận cao các Nghĩa là các bạn tham gia thị trường này Tại vì các bạn bị thu hút Bởi cái sự tăng trưởng mạnh ở trong thị trường này Không thể nào mà so sánh với những thị trường khác Nhưng mà ngược lại Tăng trưởng mạnh thì đương nhiên là đi xuống của mạnh Cho nên giao động là cái giá mà bạn phải trả để có lợi nhuận cao Thứ hai thị trường có thể tồn tại bất hợp lý lâu hơn là bạn còn vốn có nghĩa là các bạn thấy được là thị trường cuối cùng thì giá lên giá xuống cũng là vì lý do gì cũng là vì cái lý do là người ta mua và người ta bán và người mua người bán có bất cứ lý do gì có thể là bạn không thể ngờ tới nhưng mà người ta vẫn có thể mua hay là các bạn không ngờ tới người ta vẫn có thể tiếp tục bán cho nên trên căn bản thị trường có thể là bất hợp lý các bạn có thể là suy đoán ra các bạn có thể là dùng máy tính để tính các bạn có thể là tính hết tất cả nhưng mà cuối cùng thị trường lên xuống thì cũng do người mua và người bán quyết định và các bạn không thể nào biết được người mua người bán tâm lý như thế nào cho nên các bạn không thể nào mà dùng logic để mà áp dụng vào thị trường trong đây dài hạn thì có thể nhưng mà ngắn hạn thì rất khó cho nên thị trường có thể tồn tại bất hợp lý lâu hơn là bạn còn vốn thứ ba thị trường không có sập chỉ có tài khoản bạn sập mà thôi cho nên các bạn thấy được là quản lý vốn trung bình giá vẫn tâm lý có thời gian có kiên nhẫn là lợi thế của bạn trong lĩnh vực đầu tư này và tình hình bây giờ đó thì thường đã chia sẻ hồi sáng này các bạn thấy được là nhiều người thì đã từ từ lạc quan trở lại nhưng mà các bạn nên hiểu là không có gì lên hẳn không ngừng nghỉ các bạn thấy được chúng ta nhìn vào bitcoin đi thì trong cái thời gian là biểu đồ chúng ta chuyển qua đến tháng đi các bạn nhận thấy được là trong cái thời gian là bao nhiêu tháng qua như là bài ta nhìn thấy trên màn hình thì thường zoom ra các bạn thấy rõ ràng hơn thì các bạn thấy được là tổng cộng là một tháng hai tháng mỗi ngon nến này là một tháng tại vì chúng ta đang nhìn vào cái biểu đồ nến tháng thì một tháng hai tháng ba tháng bốn tháng năm tháng sáu tháng liên tục bitcoin lên không ngừng nghỉ các bạn thấy được con lên từ cái mức thấp đó chính là 10.768 mà trong vòng 6 tháng vừa qua nửa năm qua lên thẳng tới 58.856 lúc mà đóng lại cái nến tháng vừa rồi hồi tháng à thì tháng 4 này có phải là một tháng mà chúng ta hay màu đỏ hay là không thì chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi tại vì chúng ta còn khoảng chừng là 6 ngày nữa thì mới kết thúc cái tháng 4 này nhưng mà các bạn nên hiểu là không có gì mà lên thẳng hoài mà không ngừng nghỉ Bitcoin tăng liên tục 6 tháng điều chỉnh là điều rất cần thiết Tôi nghĩ là cái cuộc điều chỉnh này đó thì chưa có đủ đau đớn để làm cho nhiều bạn bỏ cuộc Các bạn thấy được là khi mà mới điều chỉnh thì có nhiều bạn lo lắng Nhưng mà sau đó thì lại có nhiều người nhảy vào để mà mua và đứt dẫn tay để mà tiếp tục thu mua Các bạn thấy được là đây là một trong những điều mà làm cho Thuận thì bây giờ vẫn nghĩ là chúng ta chưa có đủ đau đớn để làm cho nhiều bạn bỏ cuộc Cần chuẩn bị tâm lý tại vì cuộc điều chỉnh có thể là tiếp tục thêm một thời gian nữa Đây là điều rất bình thường Các bạn thấy được chúng ta so sánh cái thời điểm tăng trưởng của năm 2017 và năm 2013 thì các bạn thấy được là cái mô hình tăng trưởng bây giờ cái đường màu đỏ này đã cũng rất tương tự như là hai đợt tăng trưởng trước đây hai cái mùa tăng trưởng của năm 17 và năm 13 thì chúng ta được là trong cái mùa tăng trưởng lúc nào chúng ta cũng có những cái đợt điều chỉnh cũng là khá sâu như là đây là điều chỉnh của năm 2013 hay là các bạn thấy được năm 2017 thì cũng có một số đợt điều chỉnh như là ở cái mức này hay là cái mức này cho nên hiện bây giờ các bạn thấy được là chúng ta có một cái đợt điều chỉnh trong cái mùa tăng trưởng này nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy được điều chỉnh thứ nhì thì có thể đây là một cái đợt điều chỉnh giữa mùa tăng trưởng đây đây đều được chia sẻ bởi plan B mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn thì có thể chúng ta sẽ thấy cái sự điều chỉnh nó sẽ lâu hơn và đi xuống sâu hơn nữa cho nên các bạn cần phải chuẩn bị tâm lý trước khi mà chúng ta thấy giá cả tiếp tục tăng trưởng lúc chán đạn nhất cho các bạn nên hiểu là không phải là lúc mà giá xuống mạnh mà là lúc mà giá xuống từ từ ngày này qua ngày nọ khi mà người rời khỏi thị trường này người ta chán nản tay rời khỏi thuyền nhẹ bớt đó là lúc mà thuyền bay nhanh nhất đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi chúng ta nói tới cái đề tài kế tiếp thì tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Cũng như là những bạn nào mà chưa có theo dõi thuần capital trên những cái mạng xã hội, các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin về mạng xã hội như là các bạn tham gia vào Telegram channel, Facebook, Twitter vân vân để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất cũng như là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch cho sàn Binance khi mà đăng ký thông qua link của Thuận Capital hay là các bạn có thể nhận được bonus lên tới 1610 đô khi mà đăng ký sàn Bybit, một sàn margin nổi tiếng thông qua link của Thuận Capital, sàn Probit, một sàn ở Hàn Quốc, sàn MT, một sàn margin của hỗ trợ copy trade, sàn FTX như bạn cũng đã biết, sàn Binance US một sự lựa chọn cho người Hoa Kỳ khi mà muốn giao dịch altcoin sang Coinbase như bạn cũng đã biết chúng ta sẽ nói tới sang Coinbase một lát nữa BlockFi ứng dụng lending có lãi mà các bạn cũng đã biết các bạn có thể gửi những đồng như là Bitcoin, Ethereum vân vân để nhận lại hàng tháng chúng ta cũng sẽ nói về BlockFi một lát nữa tiếp tục khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain như là các bạn cũng đã biết. Chúng ta bây giờ hãy đi vào tài liệu mà mình thường rất muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thì các bạn cũng đã biết là thuận cũng giống như nhiều bạn là đang đầu tư vào thị trường này và đã đầu tư rất là lâu năm và đầu tư bằng cách là trung bình giá. Thì nhiều bạn hỏi thuận là thuận có lo lắng về hiện tại hay là không có phải chúng ta là kết thúc mùa tăng trưởng hay không thì các bạn nên hiểu là thuận vẫn chưa nghĩ là chúng ta kết thúc mùa tăng trưởng thuận đã chia sẻ rất là nhiều trong vòng mấy tuần qua liên quan tới những cái tài liệu tại sao thuận không nghĩ để chúng ta kết thúc mùa tăng trưởng rồi chúng ta vẫn còn cái đợt tăng trưởng kế tiếp và chỉ khi nào mà thuận thấy có những thông tin mà khiến cho suy nghĩ của thuận phải thay đổi lúc đó thuận sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà bây giờ suy nghĩ của thuận vẫn không có thay đổi Tôi mình nghĩ là chúng ta vẫn tiếp tục trong cái mùa tăng trưởng ở thời điểm hiện tại. Và Thuận thì cũng giống như là nhiều bạn. Đương nhiên là khi mà giá cái điều chỉnh thì Thuận cũng... À, không có được vui và nhiều khi cũng không có muốn nhìn cái tài sản của mình và nhiều bạn cũng biết là thường lưu trữ một số crypto ở trên ứng dụng BlockFi để mà lấy lại hàng tháng cũng như là lưu trữ một số crypto ở trên cái sàn Coinbase và đây là một phần crypto của thuận tại vì các bạn uh, nên hiểu là khi các bạn tham gia chuyện này đó các bạn cần phải chia ra để mà lưu trữ các bạn không nên tin bất cứ một cái dịch vụ nào một cái sàn nào hay là các bạn cũng không nên bỏ hết tất cả vào cái ví chữ lạnh đây chỉ là cái suy nghĩ cá nhân của thuận mà thôi tại vì các bạn cần phải tính tới cái rủi ro lưu trữ đâu cũng rủi ro hết cho nên các bạn cần phải chia ra để mà lưu trữ Thì ngày hôm nay Thuận chỉ muốn chia sẻ với các bạn BlockFi và Coinbase Thì đối với lại Coinbase Thuận sẽ tham gia vào staking Ethereum 2.0 Thông qua mạng lưới của Coinbase Nhưng mà trước hết chỉ tính hai chương mục này Thì trong đợt đi xuống này Tài khoản của Thuận đã bốc hơi bao nhiêu thì các bạn thấy được Là chúng ta nhìn vào đây chính là cái chương mục Coinbase của Thuận thì các bạn thấy được là bây giờ đó chỉ giá của chương mục này là 508.000 nhưng mà cách đây không có lâu các bạn thấy được chúng ta nhìn vào cái thời điểm mà giá cả lên cao đó chính là thời điểm ngày 13 tháng 4 thì 13 tháng 4 là cách đây chỉ có là 11 ngày thôi. 11 ngày trước đây thì tổng giá trị của chương mục Coinbase đã lên tới 603.000 và các bạn thấy được trong vòng 11 ngày thì chúng ta thấy được là bây giờ chỉ còn có 508.000 thôi có nghĩa là thuận đã bị bốc hơi tổng cộng từ 603 cho đến 508 là thuận bị bốc hơi tổng cộng là 95.000 trong cái chương mục của Coinbase trong thời gian chỉ có 11 ngày Còn về BlockFi thì như bạn cũng nên nhớ là BlockFi trên mục này là khoảng 600 ngàn Thì bây giờ chỉ còn có 563 ngàn mà thôi Thì các bạn thấy được là 600 ngàn Từ chương 563 là bốc hơi khoảng chừng là 37 ngàn Có nghĩa là chỉ tính hai chương mục là Coinbase Và chương mục BlockFi thôi là thuần trong vòng 11 ngày qua đã bị bốc hơi 132 ngàn đô rồi Đương nhiên Thuận vẫn chưa có bán bất cứ một crypto nào Tại vì như Thuận đã chia sẻ với các bạn là Thuận tin tưởng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có cái đợt tăng trưởng kế tiếp Và Thuận thì rất là tin tưởng vào Ethereum Đây cũng không phải là một cái điều gì mà quá bất ngờ Tại vì các bạn thấy được là lòng tin tinh thuận vào Ethereum đã có trong vòng nhiều năm qua Và ngày hôm nay đây thì Thuận sẽ tham gia vào staking Ethereum 2.0 Thông qua mạng lưới của Coinbase Thì đây là một trong những điều để mà biểu hiện là Thuận tin tưởng Ethereum như thế nào Tại vì bây giờ các bạn tham gia vào staking Ethereum thông qua Coinbase Thì cái số Ethereum đã sẽ bị lock lại và Thuận không thể di chuyển được, không thể bán được không thể làm gì hết cho đến khi nào mà sàn Coinbase đưa ra một cái kinh đại diện mà thôi nếu như không thì phải chờ ít nhất là một năm sau thì mới có thể di chuyển cái số tiền tiêu này được và hiện bây giờ đó ở trên cái chương mục của Coinbase thuận có tổng cộng là các bạn thấy là 106 000 đô la tiêu có nghĩa là khoảng 46,7 bảy thì thường sẽ tham gia vào staking thì trước hết chúng ta sẽ đi tìm kiếm cái nơi mà có thể staking được thì trên đây chúng ta có thể bấm vào tiêu và các bạn thấy được là chúng ta có thể bấm vào tiêu 2.0 và đương nhiên đây chỉ là một cái màn hình đại diện mà thôi chúng ta vẫn chưa có đồng Ethereum 2.0 Thì thường có thể tham gia bầu staking Nhưng mà nào mà không có cái chế độ staking này các bạn cần phải bấm vào wireless Để các bạn có thể chờ đợi để được staking Thì bấm vào stake now Thì bạn được màn hình sẽ để các bạn rất rõ ràng là trong khi mà các bạn staking thì Ethereum 2.0 các bạn sẽ bị lock lại và không thể bán, không thể gửi cho đến khi nào mà mạng lưới Ethereum 2.0 được kích hoạt hay là cho đến khi nào mà sang Coinbase cho các bạn một cái đồng đại diện mà thôi như là đưa hơn 100.000 đô này vào mạng lưới staking Ether 2.0 thì thường không biết được là khi nào mới thấy lại cái số tiền này nhưng mà đây cũng là một những điều thường muốn chia sẻ với các bạn là Thuận tin tưởng như thế nào và hiện bây giờ đó staking thì các bạn có thể có được cái phần tiền lời là khoảng chừng 6% phần trăm năm thì rồi sẽ bấm vào là tôi đã hiểu I understand sau đó là thường sẽ đổi tất cả ethereum từ cái ví hiện tại ethereum 1.0 qua bên 2.0 nhưng mà các bạn thấy được là trên mạng lưới này chỉ cho phép là staking cao nhất là 40 đồng một mà thôi cho nên thường chỉ có thể là stake 40 đồng một thì stake tổng cộng là 40 đồng một sau đó bấm continue sau đó các bạn thấy được là bây giờ đã chẩn đoán là một năm thì có thể nhận được là 6% tiền lời khi mà tham gia vào staking nhưng mà cái tiền lời này các bạn cũng không thể rút ra được và cũng không có cộng vào hàng tháng để các bạn có thể có thêm phần lời cái tiền lời này sẽ để riêng ra cho đến khi nào mà sàn Coinbase có token đại diện hay là mạng lưới Ethereum 2.0 đã kích hoạt cho mọi người sử dụng chúng ta bây giờ hãy tham gia vào stake now thì bây giờ chúng ta hãy chờ đợi để mà nhận được cái confirmation xong chúng ta thì chúng ta bây giờ bấm view account thì các bạn thì được chúng ta bây giờ đã có 40 đồng Ethereum tham gia vào staking thì bên đây các bạn thì được là cái số Ethereum sẽ từ từ tăng lên tại vì thuận sẽ nhận được cái phần thưởng staking khi mà tham gia vào Ethereum 2.0 và đây là những thông tin mà thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay một cái video ngắn ngày thứ bảy và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn